mũ bảo hiểm giống bạn Bo, mẹ mua mũ bảo hiểm cho con đi. Đó chính là câu hỏi của bạn Nguyên Đan, lớp mẫu giáo 3 đến 4 tuổi C2 do cô chủ nhiệm dành cho mẹ của mình vào ngày 8 tháng 9 khi mẹ bé đưa bé đến trường. Qua khảo sát của học sinh lớp tôi, tôi nhận thấy mong muốn bố mẹ mua cho mình một chiếc mũ bảo hiểm không chỉ riêng bé Nguyên Đan mà của rất nhiều các bé ở trong lớp tôi như Thanh Hương, Thúy Ngân, Thúy Nga. Vậy tại sao các bé lại mong muốn như vậy? Câu trả lời có thể là các bé có mũ bảo hiểm, bố mẹ không mua mũ bảo hiểm cho các bé vì nghĩ rằng con mình chưa đến tuổi đổi mũ bảo hiểm, hoặc các bé đã có mũ bảo hiểm nhưng không còn thích chiếc mũ đó nữa, hoặc chiếc mũ của bé đã cũ, hoặc do bố mẹ nghĩ rằng con còn nhỏ nếu đổi mũ bảo hiểm sẽ ảnh hưởng tới xương cổ của trẻ. Và tôi nhận thấy nhiều phụ huynh không cho trẻ đổi mũ bảo hiểm từ nhà đến trường và từ trường về nhà khi ngồi trên xe máy, xe đạp điện, thậm chí mang mũ cho con nhưng không đổi. Từ những một số phụ huynh cho trẻ đội mũ không phù hợp với kích thước đỡ đầu của trẻ, không đảm bảo chất lượng, đa số trẻ chưa biết tác dụng của mũ bảo hiểm và chưa biết đội mũ bảo hiểm đúng cách. Từ thực trạng trên, tôi nhận thấy mình cần có biện pháp giáo dục ý thức đội mũ bảo hiểm cho trẻ 3 đến 4 tuổi khi tham gia giao thông. Từ những lý do như vậy, tôi đã lựa chọn một số mục đích như sau. Mục đích thứ nhất, nâng cao ý thức của trẻ và phụ huynh về việc cần phải đổi mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Mục đích thứ hai, phụ huynh lựa chọn mũ bảo hiểm đảm bảo chất lượng và vừa với kích cỡ đầu của trẻ. Nội dung thứ ba, tạo được thói quen và rèn kỹ năng đội mũ bảo hiểm đúng cách cho trẻ, vận động phụ huynh ngồi thực hiện tốt việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi tham gia giao thông. Từ những mục đích trên, tôi đã lựa chọn một số nội dung để giáo dục ý thức đội mũ bảo hiểm cho trẻ đạt hiệu quả cao nhất. Nội dung thứ nhất, tuyên truyền phối hợp với phụ huynh cho trẻ đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Nội dung thứ hai, rèn cho trẻ ý thức đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Về nội dung thứ nhất, tuyên truyền phối hợp với phụ huynh cho trẻ đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Như ban giám khảo đã biết, nhân tố quan trọng quyết định việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ không ai khác chính là phụ huynh. Chính vì vậy, trong buổi họp phụ huynh đầu năm, ngoài việc triển khai các nội dung chính của buổi họp, tôi đã lồng ghép cho phụ huynh xem một số hình ảnh video về các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra. Tôi và phụ huynh cùng chia sẻ thảo luận để lựa chọn những nội dung, những hình thức, phương pháp giáo dục, ý thức cho trẻ đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Mặt khác, ngay từ đầu năm học, tôi đã thành lập nhóm Zalo chung của nhóm lớp với mục đích trao đổi thông tin, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của các cấp, chia sẻ nội dung chương trình chăm sóc giáo dục trẻ và kế hoạch giáo dục của lớp, của trường, tận dụng lợi thế của nhóm Zalo, tiết kiệm thời gian và cập nhật chính xác các nội dung. Tôi đã tổ chức một cuộc thi cho cả phụ huynh và trẻ cùng tham gia. Đó là cuộc thi bé nào đội mũ đáng yêu nhất. Hình thức, mỗi phụ huynh chụp ảnh đội mũ bảo hiểm cho trẻ và đăng lên trên nhóm lớp qua hệ thống bình chọn trên nhóm lớp. Trẻ nào được bình chọn nhiều nhất, trẻ đó sẽ được nhận phần quà của cô giáo. Bên cạnh đó, trong giờ đón chào trẻ, tôi thường xuyên quan sát và vận động những phụ huynh chưa kịp thời phối hợp trong việc cho trẻ đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Do điều kiện thực tế của lớp mẫu giáo 3 tuổi C2 không
vậy, tôi đã tạo khu vực để mũ bảo hiểm cho trẻ theo nguyên tắc bền, thuận tiện để được nhiều mũ bảo hiểm, an toàn và dễ dàng sử dụng, đẹp mắt. Cách bố trí phía ngoài lớp học, tôi đã sắp xếp thành một giá để treo các mũ bảo hiểm.
một số buổi chiều tôi cho trẻ làm bài tập thực hành trong sách bé học an toàn giao thông và cho trẻ xem một số video chương trình Tôi yêu Việt Nam phiên bản vui giao thông. Xem các hình ảnh các đoạn video có một số tình huống vi phạm luật giao thông, một số vụ tai nạn giao thông liên quan đến việc phụ huynh không cho trẻ đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy, xe đạp điện. Sau đó, trẻ nhận xét và rút ra bài học. Với hình thức này, hiệu quả của việc giáo dục ý thức trẻ đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông đạt hiệu quả cao hơn. Đến giờ đón trả trẻ, đối với những trẻ mà đội mũ bảo hiểm đi học, tôi sẽ cho trẻ tự lấy mũ bảo hiểm của mình, tự đội. Tôi cùng phụ huynh chỉ quan sát xem trẻ đã thực hiện đúng hay chưa. Nếu chưa, tôi hoặc phụ huynh sẽ tác động kịp thời để sửa sai cho trẻ. Và đến giờ hoạt động nêu gương cuối ngày, tôi cho trẻ kiểm tra xem hôm nay những bạn nào đội mũ bảo hiểm đi học, bạn nào quan sát được bạn đội mũ hoặc không đội mũ bảo hiểm sẽ được tuyên dương. Sau thời gian 2 tháng thực hiện liên tục và kiên trì, biện pháp giáo dục ý thức đội mũ bảo hiểm cho trẻ 3 đến 4 tuổi khi tham gia giao thông đã đạt được những kết quả như sau. Trước khi thực hiện biện pháp, 8 trên 2 mức đạt 83% trẻ có ý thức và thói quen đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. 7 trên 2 mức đạt 33% trẻ có kỹ năng đội mũ bảo hiểm đúng cách nhằm bảo vệ chính bản thân của trẻ. 17 trên 21 đạt 81% trẻ có ý thức và thói quen đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, tăng 43% so với đầu năm. 16 trên 21 đạt 76,2% trẻ có kỹ năng đội mũ bảo hiểm đúng cách nhằm bảo vệ được chính bản thân của trẻ. Về phía phụ huynh đã có ý thức mua mũ bảo hiểm đạt chất lượng cho trẻ và phù hợp với cỡ đầu của trẻ. Phụ huynh vui vẻ, tin tưởng, phấn khởi vì trẻ đã có ý thức, thói quen trong việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Vừa rồi là một số nội dung của giáo dục ý thức đội mũ bảo hiểm cho trẻ tại lớp để biện pháp đạt được kết quả cao hơn nữa trong việc giáo dục ý thức đội mũ bảo hiểm cho trẻ. Tôi xin mạnh dạn đề xuất của tổ chuyên môn, nhà trường tổ chức riêng các chuyên đề về giáo dục an toàn giao thông, tổ chức các hoạt động trải nghiệm khám phá trong phạm vi ngoài trường để đáp ứng yêu cầu cho cô và trẻ trong các buổi thực hành về an toàn giao thông nói chung, thực hành đội mũ bảo hiểm nói riêng. Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc có hiệu quả kế hoạch số 282 kế hoạch mầm non sao mai, kế hoạch triển khai thực hiện chương trình Tôi yêu Việt Nam. Trong chương trình mầm non sao mai năm học 2021-2022. Trên đây là biện pháp giáo dục ý thức đội mũ bảo hiểm cho trẻ 3 đến 4 tuổi khi tham gia giao thông được tôi áp dụng hiệu quả cho trẻ tại lớp mẫu giáo 3 đến 4 tuổi C2 trường mầm non Sao Mai. Biện pháp này lần đầu được áp dụng để đăng ký thi giáo viên giỏi cơ sở giáo dục mầm non cấp thị xã năm học 2021-2022 và chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó. Tôi xin kết thúc phần trình bày của mình.